Oh my god. Đó là cảm xúc của tôi sau khi xem spoiler chapter 79 Boruto. Vâng, Aida bằng một loại ma thuật, phép thuật, Umbrella xì bùa thần thông Tôn Ngộ Không nào đó đã đảo lộn thực tại, đổi trắng thay đen, đổi bạn thành thù. Thằng Bono đang yên đang lành tự nhiên hóa phản diện, còn thằng đáng lý ra làm phản diện trở thành người tốt. Và thằng bé đã chính thức mất tất cả theo đúng lời tiên tri của Momoshiki từng nói. Một Mohamed Sela đến mình còn không thể ngờ nổi cái diễn biến này. Vậy nên video này sẽ tàu bay nhanh cho anh em về những thông tin cực hot của chapter 79. Spoiler chương 79 Boruto, Aida đảo ngược thực tại, Boruto trở thành kẻ tội đồ. Trước khi vào nội dung chính thì đây là chương trình quảng cáo. Hiện tại, bên mình mới cho ra mắt cực kỳ nhiều sản phẩm từ nhiều bộ anime áo thun, áo wash, áo sweater các kiểu. Hình in do chính bên mình thiết kế với phong cách trẻ trung chứ không trẻ trâu, không giống như mấy shop khác lấy hình trên mạng về. Đang câu đãi rất nhiều như free ship toàn quốc. Nhanh chân đặt ngay tại đường link dưới phần mô tả của video anh em nhé. Trước tiên, để đi về nhận định của cá nhân mình thì chúng ta cùng đi qua diễn biến trong phần spoiler 79. Thì theo thông tin được leak ra ngoài thì Aida đã dùng nhãn lực Sharingan của mình để đảo ngược thực tại, khiến Boruto trở thành tội đồ của toàn cõi nhận giới. Nói cách khác thì Boruto giờ đây đã hoán đổi thành Kawaki, còn Kawaki thì chính là Boruto. Nói cho dễ hiểu nữa thì thằng Bono chỉ là đứa con nuôi, con rơi con rớt của đệ thất, được đệ thất cưu mang thoát khỏi tay tên Isiki. Sau đó cậu với khát khao bảo vệ sự an toàn của Naruto nên muốn giết tất cả những người nào mang sức mạnh thần thánh của Sasuke. Còn Kawaki thì hoán đổi lại chính là con ruột của Naruto. Vâng, và người ta đã đặt cho thanh niên Kawaki cả một cái họ tên mới là Uzumaki Kawaki. Giờ đây, thanh niên Boruto đã bị gán mác kẻ giết Hokage đệ thất, một tội danh khó mà chấp nhận được của nhẫn giả. Kỳ này thằng Bo chỉ có nước bóc lịch hoặc làm hẳn một bài thuyết trình giải bày sự việc may ra lãnh chúa hỏa quốc mới nghe. Và tất nhiên, một khi lâm vào tình cảnh như vậy thì thứ mà Boruto đang gặp phải còn khủng khiếp hơn cái chết. Một cuộc sống đã mất đi tất cả mọi thứ, bạn bè, gia đình và sự tin tưởng từ tất cả mọi người. Đó cũng là những gì mà Momoshiki từng cảnh báo với cậu trong quá khứ. Ngoài ra thì cả Naruto lẫn Hinata chưa chết mà họ đã bị dịch chuyển đến một chiều không gian ngưng động thời gian. Tại đây, tớ đoán không bất kỳ thế lực nào có thể tác động đến được tới họ, kể cả không thời gian hay lũ tội phạm ngoài hành tinh Osotsuki. Trên đây là một số thông tin spoil mà tớ nắm được. Tiếp theo là phần phân tích nhận định cá nhân nhé. Theo mình nhận định thì năng lực của Aida không mạnh đến mức có thể viết lại lịch sử hay đảo ngược thực tại đâu. Vì nếu có một con mắt làm được như vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao đám Osotsuki, đặc biệt là Isiki, lại không tước đoạt con mắt đó cho riêng mình đúng không? Và bằng cách nào lão tiên sĩ Amado lại có thể tạo ra một con mắt nó obi, nó bá đạo đến như thế? Trừ khi con mắt đó là của một người khác. Amado đã lấy được con mắt này và cấy vào Cyborg. Mà trước đây tôi có nói rằng việc tồn tại một con người sở hữu con mắt mạnh như vậy lại không ai biết, thậm chí còn không xuất hiện. Cho nên khả năng cao Sharingan là do chính Amado tạo ra, còn sự thật thì chúng ta phải chờ thêm mới biết nhé. Quay trở lại vấn đề, đám Osotsuki được cho là sở hữu các loại sức mạnh thần thánh khác nhau. Việc một kẻ như Isiki bỏ qua con mắt Sharingan sẽ cực kỳ vô lý. Chính vì thế, mình đánh giá con mắt không thật sự mạnh đến mức có thể can thiệp vào dòng thời gian. Thay vào đó, Aida chỉ đơn giản là thao túng tâm lý thay đổi ký ức của tất cả mọi người, khiến họ tin rằng Boruto chính là Kawaki, còn Kawaki lại là Boruto. Nói chung là cuộc sống cháo lại cho nhau ấy. Chiều này làm tớ nhớ đến một ảo thuật của một nhân vật cực kỳ mạnh trong quá khứ, đó là Uchiha Shisui với chiêu thức là Kotoa Matsukami các bạn ạ. Chiêu thức này giúp người dùng đi vào tâm trí của bất kỳ ai, theo đó thao túng người đó theo ý mình. Nhiều khả năng tiến sĩ Amado đã dùng kiến thức của ông cùng một loại khả năng từ con mắt Shisui để tích hợp vào con mắt Sharingan từ Aida. Nói cách khác thì rất có thể những người bị thao túng tâm lý thực chất đã bị trúng một loại ảo thuật tương tự như Kotoa Matsukami. Mặt khác thì đối với Momoshiki, có vẻ đúng thật lán sầu khả năng tiên tri. Thế nhưng tớ vẫn đã hiểu cho lắm trong mấy câu nói trước kia của hắn rằng con mắt Chogan sẽ tức đoạt đi mọi thứ của Boruto. Trong khi ở thời điểm hiện tại, việc bị tức đoạt mọi thứ thì gần như đã đúng. Nhưng mà nó éo liên quan đến con mắt Chogan, thậm chí con mắt này còn chẳng bật khi Aida sử dụng Sharingan. Do đó, hiện tại tớ vẫn chưa xác định được liệu đây có phải là những gì mà Momoshiki thấy từ trước hay không. Chúng ta phải đợi chapter 79 đầy đủ thì tớ mới đưa ra nhận định cụ thể và chính xác hơn được. Ngoài ra thì nhiều khả năng điều này sẽ diễn biến tới tương lai cực kỳ xấu bằng việc Boruto trở thành phản diện nhưng không phải phản diện, còn Kawaki tưởng chính diện nhưng lại là phản diện. Kiểu Boruto sẽ trốn thoát khỏi sự truy sát của tất cả mọi người từ trong lẫn ngoài làng lá với sự trợ giúp từ sức mạnh Momoshiki. Đồng thời là sẽ mở ra một cái phần kiểu time skip để Boruto luyện tập gia tăng sức mạnh.
Trong khi đó, Kawaki đã khao khát sức mạnh, tận dụng những thứ công nghệ mình đang có để biến mình thành một con quái vật có sức hủy diệt đám người ngoài hành lang. Việc có quá nhiều power, nhiều khả năng sẽ khiến Kawaki biến thành một tên châm cuối hủy diệt làng lá trước khi kịp tiêu diệt đám Otsutsuki đó. Chính vì thế, Boruto sẽ xuất hiện để ngăn cản điều này. Hình ảnh Boruto mang theo sự hiểu lầm và chấp nhận mình là tội đồ để âm thầm bảo vệ làng sau này khiến tớ liên tưởng một người, đó chính là Uchiha Itachi, từng mang danh tiếng là tội nhân tàn sát cả gia tộc vì muốn bảo vệ làng lá và em trai. Đó là với những gì đang xảy ra hiện tại thì là vậy, bởi mình không chắc nếu lập luận về việc thực chất sức mạnh Sinigan của Eda mang bản chất giống ảo thuật của Komatsu Kami thì không biết liệu có phương pháp hay là có ai đó giải được cái này hay không. Cá nhân mình thì mình nghĩ ngay đến một người, đó chính là Kazin Koji, bản sao của Jiraiya. Tung tích của ông hiện nay thì vẫn chưa biết, còn sống hay đã chết cũng là một điều bí ẩn. Mình tin rằng với việc thừa hưởng nhiều khả năng từ tiên nhân háo sắc, Kazin Koji sẽ nhận ra đồng thời tìm cách nào đó hóa giải cái ảo thuật. Trừ khi ông đã chết sau cuộc chiến với Chigen, hoặc chính ông đã dính phải loại ảo thuật này nên tâm trí cũng bị lu mở theo. Nói chung là với chừng đó thông tin ít tỏi spoil thì các trường hợp nhận định cá nhân của mình là như vậy, còn cụ thể hơn thì chúng ta phải đợi ra một cái bản hoàn chỉnh. Tớ cũng sẽ ra một cái video phân tích hoàn chỉnh cho anh em về Boruto Chapter 79 khi nó được ra mắt nhé. Và cuối cùng đó là phần cảm xúc của mình sau khi đọc cái chap này. Nói chung là nó plot twist thì khiến mình bất ngờ, khiến mình kiểu như là hào hứng thì có, nhưng mà nó cũng khiến mình hơi bị cụt hứng một chút, bởi vì nó có quá nhiều yếu tố siêu nhiên. Cụ thể là một loại nhẫn thuật hay ảo thuật gì đó vẫn chưa tiết lộ. Nhưng how, bằng cách nào có cái loại ảo thuật có thể đảo lộn thực tại, viết lại quá khứ nhở? Chỉ có phép thuật mới làm được như vậy mà thôi. Lý do khiến mình lại đưa ra nhận định và suy đoán ở trên là dựa hoàn toàn vào các kỹ thuật đã xuất hiện trong cả Naruto lẫn Boruto. Hơn nữa, con mắt Sharingan nó quá bá, tưởng chừng nó chỉ là một con mắt có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng không ngờ nó còn mang một số loại khả năng đặc biệt nữa thì tớ không biết đánh giá loại mắt này nằm ở đâu trên tam đoại đồng thuật nữa cơ. Xếp dưới Sharingan thì không được, xếp ngang thì cũng chẳng được, mà xếp hơn thì còn hơi quá. Mang tiếng là ba con mắt mạnh nhất từng được anh em lục đạo hình nhân sở hữu, vậy mà từ đâu lại đòi ra thêm con mắt theo tớ đánh giá là cùng một năm một mười với Sharingan, Byakugan hay Rinnegan, ngoại trừ mấy con mắt đặc biệt của mấy tên Otsutsuki nhá. Thậm chí cả Rinnegan Sharingan nó cũng chỉ đến mức đưa con người vào ảo mộng vĩnh cửu, chứ chẳng có cái mẹ gì thao túng tâm lý. Mà nhắc đến thao túng tâm lý, tớ chỉ biết mỗi cái chiêu gọi là Quatermaster Kami, mà lại ảo thuật này cũng có nhược điểm là mỗi khi sử dụng phải chờ 10 năm hồi chiêu. Vậy thì với suy đoán ở trên, nếu nó đúng thì Eda có phải đợi 10 năm hồi chiêu hay không? Hơn nữa cô nàng còn sử dụng trên quy mô cực kỳ lớn là toàn bộ làng lá, kể cả những người cô nhìn thấy lẫn không nhìn thấy. Hoặc là còn một trường hợp nữa, Eda đã kết hợp loại ảo thuật này cùng với khả năng nhìn thấu mọi thứ để thi triển lên tất cả mọi người, cho nên người ta mới nghĩ rằng ả đã viết lại lịch sử, đảo ngược thực tại. Dù thế nào thì tớ vẫn cảm thấy nó có lót tweet, có gọi là hào hứng, nhưng nó bấp lố quá. Nói về sốc thì cái màn quay xe này thì đúng là cũng sốc thiệt, nhưng mà nó bấp lố quá thì nó hơi ố dề. Nói chung thì cũng mới spoiler thôi, đời còn dài, chuyện còn nhiều, chúng ta chưa thể biết được tác giả sẽ làm gì tiếp theo. Khi nào có thì tớ sẽ làm video phân tích full nhá. Và như mọi khi, nếu anh em thích video này đừng quên để lại cho mình một like, share cũng như là đăng ký kênh. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo nhá. See ya.